Và đây là chuyến lấy hàng cuối cùng của trong ngày của bên em Greg nhé. Đấy, lại đi hôm nay thì ca chiều ngày hôm nay đi cũng khá nhiều đơn. Đấy. Những đơn của Omni 506 này, Sasaken này, những con đẩy đỉnh vang của X8 và X10 cũng đi rất là nhiều. Trên thì cũng có mấy dòng vang của DBL Acoustic này. Đây là cái IN12 cho một bác ở đến từ Quảng Ninh Hạ Long này. Đấy. Rất là nhiều những cái đơn hàng đi trong ca chiều ngày hôm nay của bên em các bác nhé. Đấy. Hàng thì bên em đã thử và hàng và đóng hàng rất là kỹ các bác nhé. Các bác rất là yên tâm. Hàng về đến nơi các bác sẽ được kiểm tra hàng và thanh toán lần nữa. Đấy. Và các bác nên nhớ nhé, bên em là đơn vị Viettel vận chuyển nên là nếu mà các bác đặt hàng của bên em thì chỉ có đơn vị Viettel vận chuyển thôi. Hàng thì rất là ok ổn định. Đấy. Gần đầy một xe hàng của bên Hoàng Nga Audio này. Cũng thay mặt Hoàng Nga cảm ơn các bác nhé, đã ủng hộ bên em. Đấy. Cũng rất là mong là các bác vẫn sẽ giữ lại cái niềm tin và ủng hộ bên em lâu dài hơn nữa nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.